Các bạn thân mến, những biến động chính trị của Việt Nam suốt thời gian qua đã nhận được sự chú ý lớn của báo giới quốc tế. Theo đó, sự ra đi của hàng loạt các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gắn liền với chiến dịch bài trừ tham nhũng liên tục được đưa tin trên các trang báo uy tín hàng đầu. Nổi bật lên trên hết chính là bài viết được trang tin asiatimes.com cho đăng tải với tiêu đề "Cuộc thanh lọc lò đốt khơi dậy niềm tin ở Việt Nam" của tác giả James Burton, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chính sách Đối ngoại thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Nâng cao Paul S. Nizer, SAIS, Đại học Johns Hopkins. Xuyên suốt bài viết ấy, tác giả đã chỉ ra những điều tuyệt vời mà chiến dịch của ông Trọng đang làm được cho đất nước. Đây là điều mà các nhà nước khác cần phải học hỏi đất nước hình chữ S nếu muốn tiến xa hơn trên con đường phát triển sau này. Vậy cụ thể hơn, tác giả đã nói gì trong bài viết gây xôn xao dư luận? Nó có đúng với thực tế hiện nay hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ngay sau đây để hiểu rõ hơn về cách nhìn của chuyên gia quốc tế dành cho Việt Nam hiện giờ. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày các bạn nhé. Mở đầu bài viết trên, ông James Burton đã mô tả chiến dịch đốt lò của Việt Nam một cách sống động như sau. Trong lò lửa chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội nhấn chìm các quan chức Đảng Cộng sản như bùi nhùi khô. Một số đã nhanh chóng bị gạt sang một bên trong khi những người khác nhận thấy rằng sự nghiệp chính trị của họ chỉ còn là than hồng âm ỉ. Bắt đầu tình trạng này dường như báo hiệu một cuộc khủng hoảng lãnh đạo với việc sa thải 5 trong số 18 thành viên Bộ Chính trị, 2 chủ tịch nước, 1 chủ tịch quốc hội và 2 phó thủ tướng. Nhưng cuối cùng nó lại hứa hẹn mở ra triển vọng kinh tế tốt hơn cho Việt Nam hiện giờ. Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư 80 tuổi của Đảng Cộng sản Việt Nam, dường như đã không tiếc công sức giải quyết tình trạng tham nhũng tràn lan của nhà nước. Theo đó, chúng ta cần phải ghi nhận những hành động nhanh chóng và táo bạo của ông Trọng trong việc loại bỏ các quan chức đảng bị mất uy tín. Nó được xây dựng dựa trên những nỗ lực chống tham nhũng trước đây, khi Ban Chỉ đạo Chống Tham nhũng Trung ương Việt Nam CASSC được thành lập vào năm 2013. Đã chỉ đạo điều tra và truy tố hơn 800 vụ tham nhũng lớn nhỏ. Vâng, đây quả thật là những gì đang diễn ra tại Việt Nam, đặc biệt là trong bộ máy chính quyền của chính phủ lâm thời. Vì vậy, nhiều người cho rằng nó đã tạo ra một cục diện hỗn loạn, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như gây hại đến nền kinh tế của nước nhà khi các nhà đầu tư mất niềm tin với chế độ Cộng sản hiện giờ. Nhưng dưới cái nhìn của một nhà nghiên cứu lão luyện, ông James Burton lại đưa ra ý kiến ngược chiều gió. So với hết thảy số đông, ông cho rằng việc luân chuyển các quan chức cấp cao không làm gián đoạn tính liên tục của bộ máy hành chính, cũng như không làm chệch hướng chính sách của Việt Nam. Thay vào đó, nó sẽ giúp củng cố hệ thống kinh tế, chính trị và thúc đẩy việc thực hiện các chính sách then chốt đã được Quốc hội thông qua. Thêm vào đó, những phân tích gần đây cho thấy nỗ lực chống tham nhũng đang giúp nâng cao hiệu quả đầu tư của khu vực công một cách rộng rãi. Bởi vì sáng kiến chống tham nhũng hiện nay của ông Trọng đã được xây dựng dựa trên tiến bộ của kế hoạch hành động chống tham nhũng ở châu Á. Nó đã củng cố uy tín của Đảng Cộng sản trong và ngoài nước và nó được cho là có rất ít hoặc không có tác động đến cam kết cải cách tự do hóa của Việt Nam khi chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thị trường vốn và khu vực ngân hàng. Hơn nữa, chúng ta nên biết rằng Việt Nam đã có hành động quyết liệt trong vụ việc liên quan đến chủ đầu tư bất động sản tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Mặc dù vụ bê bối gian lận 12 tỷ đô la đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế và có một số tác động ngắn hạn, nhưng về lâu dài nó sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển lành mạnh hơn của hệ thống tài chính. Vì ngay lúc đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hành động nhanh chóng để trấn an người gửi tiền, tăng cường kiểm soát và tăng tính minh bạch cho hệ thống ngân hàng trong bối cảnh vụ bê bối khiến Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị kết án tử hình do liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng chấn động. Rõ ràng, chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng đã làm hạ nhiệt đáng kể lĩnh vực bất động sản và các ngành liên quan, vốn chiếm ít nhất 16% GDP của cả nước. Số vụ án hình sự lớn chưa từng có trong lĩnh vực bất động sản của Việt Nam đã tác động sâu rộng đến thị trường bất động sản trên khắp các tỉnh thành. Mặt khác, những nỗ lực chống tham nhũng đầy tham vọng của Việt Nam còn thúc đẩy sự từ chức của các quan chức cấp cao nhất. Nó đồng thời thúc đẩy sự đổi mới trong việc bổ nhiệm quan chức của Đảng và cuối cùng là xây dựng niềm tin vào Đảng cũng như môi trường kinh doanh rộng lớn của Việt Nam thời kỳ mới. Nói cách khác, chiến dịch này đã cảnh báo một cách hiệu quả bộ máy quan liêu sơ cứng rằng các cơ quan có thẩm quyền bao trùm đang theo dõi chặt chẽ hành động của họ. Kết quả là sự bất an trong các quan chức và công chúng có thể mở đường cho nhiều cải cách chính trị hơn nhằm loại bỏ các nguyên nhân cơ bản lâu dài của tham nhũng. Vâng, đúng như những gì mà ông James Burton đã nói, chiến dịch đốt lò hay chiến dịch bài trừ tham nhũng của ông Trọng đã giúp Đảng loại bỏ những nhà lãnh đạo biến chất, đồng thời cảnh tỉnh những người mới bước chân vào con đường tha hóa phẩm chất của một người đảng viên ưu tú, của một nhà lãnh đạo được nhân dân tin yêu hết lòng.
Song song đó, nó còn tạo ra cơ hội vàng cho những người thực sự có tài đức lên nắm quyền lãnh đạo nhà nước, một yếu tố cốt lõi giúp Việt Nam phát triển vững mạnh và vươn lên không ngừng. Nhưng trên hết, nó còn giúp cho Việt Nam ổn định lại nền kinh tế nước nhà cùng các lĩnh vực quan trọng được chấn chỉnh toàn diện như bất động sản, tài chính, ngân hàng và cả lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Cũng như thắp lên niềm tin lớn cho nhân dân trong nước khi được chứng kiến màn thanh trừng thẳng tay của Đảng Cộng sản Việt Nam trước tình trạng tham nhũng đang tràn lan hiện giờ. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ổn định xã hội và tăng tính đoàn kết giữa nhân dân với Đảng, với bộ máy chính quyền. Một khi toàn Đảng toàn dân trên dưới một lòng thì không có khó khăn nào là không vượt qua cả. Và tất cả những lợi ích kể trên đang tạo thành một bàn nâng đưa Việt Nam vươn lên trước bối cảnh phức tạp của thế giới, khi mà đợt suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn chưa dừng lại. Thêm vào đó, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa có hồi kết và cuộc chiến tranh quân sự giữa Nga và Ukraine đang ngày càng trở nên khốc liệt vô cùng. Dường như cũng nhận ra được điều đó nên Ngân hàng Thế giới đã dự báo rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tăng trưởng 5,5% vào năm 2024 và 6% vào năm 2025 khi chiến dịch đốt lò đang diễn ra. Còn nhiều chuyên gia kinh tế khác thì cho rằng Việt Nam với tư cách là thành viên của Hiệp hội, các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và tiểu vùng sông Mekong mở rộng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong thời gian tới. Nó sẽ đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 trên thế giới vào năm 2050. Nhưng khách quan mà nói, chiến dịch bài trừ tham nhũng của ông Trọng chỉ thực sự cho hiệu quả tận gốc khi giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Đó là giải quyết được sự bất bình đẳng kinh tế quá rõ ràng do quá trình chuyển đổi từ tập trung hóa sang thương mại tự do và nền kinh tế thị trường gây ra sự chênh lệch lớn về mức lương giữa khu vực công và tư nhân hiện giờ. Đây là lý do hàng đầu dẫn đến nạn tham nhũng tràn lan trong bộ máy chính quyền. Từ cấp trung ương đến cấp địa phương, không đâu là không tồn tại các cán bộ tham ô do họ không thể sống thoải mái với một mức lương bèo bọt kéo dài. Vậy nên thiết nghĩ bên cạnh việc áp dụng chiến dịch đốt lò mạnh tay để bài trừ tham nhũng, ông Trọng nói riêng và chính phủ Việt Nam nói chung cần phải cải thiện mức lương cho các quan chức cũng như công nhân viên chức nhà nước. Có như thế thì mọi người mới có thể an tâm công tác và trung thành với nhân dân, với nước nhà. Hiện nay mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ đã ở mức cao nhất. Rất nhiều rào cản giữa hai quốc gia đã được gỡ bỏ để hai nước có thể xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên có một thứ mà từ lâu nay các lãnh đạo Việt Nam vẫn thường nhắc đến mỗi lần có dịp làm việc với nguyên thủ nước bạn, nhưng tới giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Đó là đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Trong phiên điều trần trực tuyến của Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày 8 tháng 5 ở Washington mới đây, vấn đề này đã được đưa ra thảo luận. Tại đây, Bộ Thương mại Mỹ đã lắng nghe các quan điểm của các bên về việc gán nhãn nền kinh tế thị trường cho Việt Nam. Phiên điều trần này nằm trong khuôn khổ quá trình đánh giá và sẽ hoàn tất vào cuối tháng 7. Vậy Việt Nam liệu có sáng cửa được Mỹ gật đầu công nhận là nền kinh tế thị trường sau phiên điều trần này hay không? Hãng thông tấn lớn nhất thế giới Reuters đã phân tích vấn đề này trong một bài viết có tựa đề "Mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc trở nên rõ ràng trong phiên điều trần của Hoa Kỳ về việc công nhận là nền kinh tế thị trường". Chúng ta hãy cùng nghe qua bài viết để hiểu hơn về vấn đề này nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Thông tin về phiên điều trần mới đây, tờ Reuters viết, nỗ lực của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm đưa Việt Nam lại gần hơn với tư cách là một đồng minh chiến lược của Mỹ có thể sẽ xung đột trực tiếp với mong muốn của ông về việc giành lá phiếu từ cử tri công nhân Mỹ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Việc cân nhắc đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế thị trường đã bị các nhà sản xuất thép và tôm tại vùng bờ vịnh của Mỹ phản đối. Tuy nhiên, ý kiến này lại được các nhà bán lẻ và các nhóm kinh doanh khác tại Mỹ ủng hộ. Điều này sẽ giúp giảm các loại thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Mối quan hệ kinh tế ngày càng sâu sắc của Việt Nam với Trung Quốc đã gây ra nhiều tranh cãi ở Mỹ về vấn đề này. Tại phiên điều trần công khai trực tuyến do Bộ Thương mại tổ chức, như một phần của quá trình xem xét và quyết định. Ông Ted Osius, người đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN cho rằng Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường. Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quan trọng như khả năng chuyển đổi đồng tiền và sẵn sàng để được công nhận chính xác. Các doanh nghiệp Mỹ đã đầu tư đáng kể vào Việt Nam vì họ nhận ra tiềm năng tăng trưởng của quốc gia này. Luật sư Eric Emerson của Steptoe LLP thì nói, Việt Nam đã chứng minh rằng hiệu quả hoạt động của mình đối với các yếu tố luật định này là tốt, thậm chí là tốt hơn so với các quốc gia khác trước đây đã được cấp quy chế kinh tế thị trường, hơn Indonesia, Canada và Philippines. Phía Việt Nam lập luận rằng
họ nên được gỡ bỏ nhãn hiệu phi thị trường vì những cải cách kinh tế gần đây. Đồng thời họ cho rằng việc không được công nhận là nền kinh tế thị trường là điều không tốt cho mối quan hệ hai chiều ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Mỹ. Trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Biden vào năm ngoái, Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Cũng trong năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, phù hợp với vị thế của Việt Nam là điểm đến để các doanh nghiệp Mỹ đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài thị trường Trung Quốc. Scott Thompson, người đứng đầu chính sách công tại Hoa Kỳ, phát biểu tại phiên điều trần rằng Samsung đã trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam vì những thay đổi theo định hướng thị trường của đất nước này. Ông nói, Việt Nam đã nổi lên như một đối tác ổn định, an toàn trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ vì lợi ích cuối cùng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng những người phản đối việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường thì lập luận rằng các cam kết chính sách của Hà Nội chưa tương ứng với các hành động cụ thể và nước này vận hành như một nền kinh tế kế hoạch được điều hành bởi chính phủ. Do Đảng Cộng sản cầm quyền, họ cũng cho biết các ngành công nghiệp của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đầu tư và nhập khẩu nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc. Rất nhiều trong số đó đã phải chịu thuế chống bán phá giá của Mỹ. Bởi vậy, nếu công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, thì sẽ tạo cơ hội cho Trung Quốc lách thuế quan của Mỹ thông qua hàng gán mác Việt Nam. Jeffrey Juris, một cựu quan chức thương mại nói rằng, thay vì chống lại sức ảnh hưởng của Trung Quốc, bất kỳ hành động nào như vậy sẽ coi như là một món quà cho Trung Quốc và mang lại lợi ích cho họ. Theo Reuters, hàng hóa từ các nền kinh tế phi thị trường phải chịu mức thuế suất cao hơn trong các cuộc điều tra thuế chống bán phá giá. Ví dụ năm nay, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ gia hạn thuế chống bán phá giá là 25,76% đối với tôm nuôi đông lạnh từ Việt Nam. Tuy nhiên, thuế đối với tôm từ Thái Lan, một nền kinh tế thị trường, lại chỉ ở mức 5,34%. Liên minh tôm miền Nam của các ngư dân và nhà chế biến tôm Mỹ cho biết họ phản đối việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Lý do họ đưa ra là bởi các rào cản của Việt Nam về quyền sở hữu đất đai, luật lao động yếu kém và thuế tôm thấp hơn sẽ gây tổn hại cho các thành viên. Việc nâng cấp vị thế của Việt Nam cũng vấp phải sự phản đối đáng kể tại Quốc hội Mỹ. Với 8 thượng nghị sĩ và 31 thành viên Hạ viện cũng đưa ra lập luận tương tự. Họ cho rằng việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường sẽ mang lại lợi ích cho các công ty Trung Quốc đã đầu tư nhiều vào Việt Nam, giúp các công ty này dễ dàng lách thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa. Ông Roy Houseman, giám đốc lập pháp của Liên minh Công nhân thép Mỹ cho rằng việc nâng hạng cho Việt Nam sẽ làm xói mòn nền sản xuất trong nước của Mỹ, làm suy yếu khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của Mỹ và củng cố vai trò của Việt Nam như một kênh dẫn dòng hàng hóa Trung Quốc được giao dịch không bình đẳng. Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng phản đối vấn đề này. Họ cho biết Việt Nam không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cơ bản về quyền lao động cần thiết để phân loại lại. Và thật sai lầm khi nói rằng công nhân Việt Nam có thể tổ chức công đoàn hoặc tiền lương của họ là kết quả của thương lượng tự do. Tổng thống Joe Biden đã có nhiều nỗ lực nhằm thu hút được nhiều phiếu bầu của các tổ chức công đoàn trong cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào tháng 11, đặc biệt là từ các công nhân ngành thép ở bang Pennsylvania. Bởi vậy, nếu công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, thì ông sẽ mất đi những lá phiếu này trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Đó là toàn bộ bài viết trên trang Reuters phân tích về những mặt lợi và hại khi Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Có thể thấy phe phản đối có rất ít những lập luận đánh thẳng vào mô hình kinh tế hiện nay của Việt Nam. Họ chỉ tập trung vào việc Việt Nam đã quá thân thiết với Trung Quốc mà thôi. Bởi vậy, rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là sự tin tưởng từ cả hai phía, chứ thực ra nền kinh tế của Việt Nam đã sớm là nền kinh tế thị trường trong mắt của họ rồi. Đến nay đã có 72 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, bao gồm các nền kinh tế lớn như Canada, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Gần đây nhất, Vương quốc Anh cũng đã có thư chính thức công nhận quy chế thị trường của Việt Nam. Nói vậy để thấy, nền kinh tế của Việt Nam hiện nay hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để đánh giá là một nền kinh tế thị trường. Cho một số bạn chưa hiểu rõ sự khác nhau giữa kinh tế thị trường và phi thị trường là gì, thì có thể nhìn vào gia đình mình cho dễ hình dung nhé. Ví dụ là nhà các bạn làm đủ mọi thứ, từ trồng rau, nuôi cá, chăn lợn, thả gà v.v. thì được gọi là kinh tế tự cung tự cấp. Bạn không phải mua thứ gì về để sử dụng cả, chỉ mang đi bán thôi. Nhưng mà làm theo cách này thì năng suất sẽ không cao bởi vì bạn ôm quá nhiều việc. Đổi lại giờ mỗi nhà sẽ chỉ làm một việc mà họ giỏi thôi. Nhà nào mà giỏi trồng rau thì chỉ trồng rau, nhà nào giỏi nuôi gà thì chỉ nuôi gà. Và sau khi mà tạo ra sản phẩm thì các nhà sẽ đem ra chợ để trao đổi. Giờ đây chợ sẽ chính là thị trường trao đổi và hàng hóa chính là những con gà, bó rau mà các bạn làm ra. Giá cả hàng hóa giờ đây sẽ do cung cầu thị trường quyết định.
Nhiều nhà thèm ăn gà thì giá gà sẽ cao, mà nhiều nhà thèm ăn rau thì giá rau sẽ cao. Và đó chính là nền kinh tế thị trường, tức là do thị trường quyết định, chứ không phải là chính phủ quản lý mọi thứ. Không ai có thể thao túng giá cả trên thị trường hết, và đó mới là nền kinh tế thị trường thực sự. Việc được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường rất quan trọng đối với Việt Nam. Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại Mỹ-Việt Nam tăng gần 300 lần, đạt gần 111 tỷ đô la đến cuối năm 2023. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, 4 tháng đầu năm, Mỹ tiếp tục giữ vị trí này với kim ngạch trên 34 tỷ đô la, chiếm gần 28% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Về nhập khẩu, nước này cũng nằm trong nhóm thị trường hàng đầu với 4,5 tỷ đô la tính tới hết tháng 4. Vì vậy, việc được thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ công nhận là kinh tế thị trường có ý nghĩa rất lớn cho các ngành sản xuất xuất khẩu của Việt Nam. Nếu được công nhận, khi đối mặt với các vụ kiện chống trợ cấp, chống bán phá giá, doanh nghiệp Việt sẽ không phải chịu cách tính toán bất lợi nói trên. Và như vậy thì biên độ mức thuế suất tương ứng sẽ được phía Mỹ xác định theo hướng chuẩn mực, công bằng hơn, do đó có thể giảm đáng kể so với hiện tại. Đã hơn 2 thập kỷ, kể từ khi Mỹ coi Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm phi lê cá đông lạnh vào năm 2002. Kể từ đó, thế giới đã chứng kiến sự phát triển và cải cách kinh tế nhanh chóng của Việt Nam. Những nỗ lực tích cực của Việt Nam nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư quốc tế đã mang lại kết quả đáng kể. Chiến dịch chống tham nhũng đã mang lại những kết quả tích cực cho nền kinh tế như giảm chi phí kinh doanh không chính thức, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực và xóa bỏ các nhóm lợi ích cố hữu để thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2024 dự kiến sẽ đạt khoảng 5,6-6% bất chấp những bất ổn do căng thẳng địa chính trị và những lo ngại về suy thoái kinh tế ở các nước phát triển. Bởi vậy, giờ là thời điểm Bộ Thương mại Mỹ nên công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường vì ngày càng có nhiều mối đe dọa về môi trường, về kinh tế và an ninh mà nếu Mỹ trao cho Việt Nam quy chế này, hai nước có thể cùng nhau giải quyết tốt hơn.